tỉnh ra bắt cá trong nhà, bắt bò, bắt heo, còn bắt tầm số nữa. Tôi ra qua cho nhau chúng tôi. Mất nhà hay sao? Chú nói đi. Mất năm chín tư. Chín tư chín sáu. Hai chỗ. Người có
con nít mạng này ăn cướp 127 ta hay không đó, ăn cướp nha. Rồi đây, đây đây là gì, đây là người Thanh Hóa đây, đây là cô liệt sĩ nhá. Cô liệt sĩ thì bị ăn cướp đất đây, đang ra ngoài trung ương nằm 15 năm rồi đây, vẫn chưa được giải quyết. Có dấu đỏ đàng hoàng đây nhưng mà họ vẫn không giải quyết. Đây đây là người Thanh Hóa, anh này là anh Nguyễn Văn Hưng ở Hà Trung Thanh Hóa. Đây chúng tôi đang bốn đoàn thanh tra chính phủ đang làm việc ở Ngô Thị Nhậm. Thanh tra chính phủ đi làm giải quyết cho dân Bình Phước.